Cô Cành chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Cô Cành cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, cô Cành chia sẻ về chủ đề vũ trụ gửi lời cảnh báo đến bạn thông qua một con số thiên thần. Nếu bạn liên tục nhìn thấy cùng một con số ở bất cứ nơi nào bạn đến, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là một dấu hiệu từ vũ trụ rằng bạn không đơn độc. Đấng toàn năng đang gửi cho bạn sự giúp đỡ và sự hướng dẫn thông qua các thiên thần hộ mệnh. Nếu bạn nhìn thấy một con số liên tục, đó là cách họ giao tiếp với bạn. Vì những con số này được gửi bởi thiên thần hộ mệnh của bạn. Chúng được gọi là số thiên thần. Mỗi con số thiên thần đều mang một ý nghĩa cụ thể và cung cấp cho bạn lời khuyên về cách tiếp tục cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhìn thấy thiên thần số 2 ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như là trên biển số xe, trên điện thoại, trên hóa đơn hoặc bất kỳ nơi nào bạn để mắt tới, điều đó có nghĩa là thiên thần hộ mệnh của bạn đang cố nói với bạn một số thông điệp ẩn thông qua đó. Ý nghĩa của thiên thần số 2 bao gồm ngoại giao, hòa hợp, trực giác, phục vụ, tiếp thu và tình yêu. Con số này liên quan đến các mối quan hệ, đức tin, sự tin cậy và thường được coi là câu trả lời cho những lời cầu nguyện. Thông qua số 2 thiên thần hộ mệnh của bạn đang yêu cầu bạn kiềm chế tính nóng nảy của mình và lựa chọn con đường ngoại giao, hòa bình trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Hơn bao giờ hết, cách ứng phó với một tình huống sẽ quyết định hướng đi của bạn, và bạn không muốn làm xáo trộn các mối quan hệ trong cuộc sống vì tính khí nóng nảy của mình. Thiên thần hộ mệnh của bạn đang cố gắng nói với bạn rằng hãy bắt đầu giúp đỡ người khác và phục vụ nhân loại, bởi vì điều đó sẽ làm nổi bật con người tốt hơn trong bạn và giúp loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ có thể tìm thấy sự bình yên đã mất từ lâu trong cuộc sống của mình. Thiên thần số 2 là biểu tượng của sứ mệnh của một người trên trái đất. Đó là thông điệp từ thiên thần của bạn. Bạn nên theo đuổi mục đích sống của mình và hướng tới việc hoàn thành sứ mệnh linh hồn của mình. Ý nghĩa và biểu tượng của thiên thần số 2 là tình yêu, sự tin cậy, đức tin và sự hòa hợp. Tất cả những đức tính tốt và tích cực. Các thiên thần của bạn yêu cầu bạn kiên nhẫn và dễ tiếp thu hơn vì một số điều tốt đang đến, nhưng họ sẽ cần sự kiên nhẫn và chú ý của bạn. Biểu tượng của thiên thần số 2 cũng liên quan đến trách nhiệm và quyền sở hữu. Qua đó, bạn sẽ có thể tìm thấy sự bình yên bên trong của mình. Thông qua con số thiên thần này, các thiên thần của bạn đang giúp bạn tìm thấy con đường cuộc sống của bạn để bạn có thể đến gần hơn với mục đích thiêng liêng mà bạn được sinh ra. Việc nhìn thấy thiên thần số 2 là rất quan trọng vì không giống như nhiều số thiên thần khác. Số 2 không gửi cho bạn những lời cảnh báo mà chỉ là những lời chúc tốt đẹp. Số 2, cho dù nó là xuất hiện dưới dạng số 22 hay 2222, đều mang đến tin tốt lành và báo hiệu rằng một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn đang chờ bạn. Bằng cách thực hiện một số thay đổi trong cuộc sống, bạn sẽ có thể gặt hái được lợi ích tối đa từ những cơ hội đến theo cách của bạn và đạt được mục tiêu của mình. Đôi khi, có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy choáng ngợp và mất kiểm soát cảm xúc của mình. Con số 2 thiên thần mang một thông điệp đặc biệt về sự tin tưởng và niềm tin rằng chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, cho dù tình huống có thử thách đến đâu. Khi bạn nhìn thấy thiên thần số 2, các thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn biết rằng bạn là một linh hồn may mắn và sẽ luôn được hướng dẫn. Ngoài ra, số 2 là biểu tượng của bản chất tốt hơn của một người. Nó thể hiện những nét tính cách tốt đẹp của sự thân thiện và ngoại giao trong con người và cũng thường được coi là con số tạo nên sự hòa bình. Số 2 là dấu hiệu cho thấy nếu bạn tiếp tục trên con đường hòa bình và hòa hợp, đặt niềm tin vào các thiên thần của mình, tất cả những điều tuyệt vời sẽ tiếp tục xảy ra lặp đi lặp lại.
bạn chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và với sự hỗ trợ và hướng dẫn của thiên thần hộ mệnh, bạn sẽ có thể cân bằng và tận hưởng cuộc sống của mình. Ý nghĩa tâm linh và biểu tượng của thiên thần số 2 có thể chuyển sang một thông điệp quan trọng từ lĩnh vực tâm linh, sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho bạn. Các thiên thần của bạn biết rằng bạn đã làm việc chăm chỉ. Và ngay cả khi bạn nghĩ rằng kết quả làm việc chăm chỉ của mình chưa đủ thành công, họ vẫn muốn bạn tiến tới mục tiêu của mình. Phần thưởng mà bạn đã làm việc chăm chỉ sắp đến và bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn. Thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn trở nên dễ tiếp thu hơn với người khác và lắng nghe những gì họ nói, vì cuối cùng bạn có thể tạo ra nguồn cảm hứng. Điều này sẽ thúc đẩy cơ hội thành công của bạn hơn nữa. Thiên thần số 2 thường được coi là cầu nối giữa thiên đường và trái đất. Và nếu gần đây bạn đã mất một ai đó và nhìn thấy con số này, điều đó có nghĩa là họ đang gửi cho bạn một tín hiệu từ thiên đường rằng họ vẫn ổn. Bạn cần buông bỏ, mạnh mẽ và tiến về phía trước. Thiên thần số 2 cũng có thể xuất hiện trong giấc mơ của bạn như một tín hiệu từ thiên thần hộ mệnh của bạn. Người đang đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Họ đã chăm sóc bạn và sẵn sàng giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu thiêng liêng của mình. Khi bạn nhìn thấy những con số thiên thần trong giấc mơ của mình, bạn sẽ nhớ chúng ngay cả sau khi thức dậy. Sau đó, nếu bạn đều đặn nhìn thấy thiên thần số 2 mỗi ngày, bạn phải hiểu rằng thiên thần hộ mệnh của bạn đang báo hiệu cho bạn một điều gì đó. Hầu hết thời gian, thông điệp của thiên thần số 2 trong giấc mơ là đừng mất hy vọng và tiếp tục tiến bộ trong việc phấn đấu hướng tới mục tiêu của bạn. Ý nghĩa của số 2 là tình yêu và sự tin tưởng. Cả hai đều rất quan trọng đối với bất kỳ mối quan hệ hoặc sự hợp tác nào. Vì vậy, khi nói đến tình yêu, thiên thần số 2 là dấu hiệu cho thấy rằng bạn phải yêu bản thân mình trước rồi mới dành tình cảm cho mọi người xung quanh. Nếu bạn yêu ai đó và ngại bày tỏ cảm xúc của mình với họ, các thiên thần của bạn đang cổ vũ tinh thần cho bạn và khuyến khích bạn tin tưởng vào bản thân và tự tin hơn. Đã đến lúc bạn học cách tự tin hơn, kiểm soát cuộc sống của mình và với những suy nghĩ tích cực trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Chỉ khi bạn yêu bản thân thì người khác mới có thể yêu bạn. Nếu bạn đã kết hôn hoặc đã cam kết và thường xuyên gây gổ với nhau, các thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn cố gắng loại bỏ tính nóng nảy của mình và mang lại hòa bình và hòa hợp hơn vào cuộc sống tình yêu của bạn. Bạn không nên tìm kiếm lối thoát, mà thay vào đó hãy nói với người ấy của mình và giải quyết mọi việc dựa trên tình yêu thương và xây dựng. Bạn sẽ ngạc nhiên về cuộc sống của mình có thể tươi đẹp hơn như thế nào chỉ bằng cách giao tiếp với nhau. Bạn có thể bắt đầu mang lại những thay đổi tích cực này trong cuộc sống của mình bằng cách cùng nhau làm những việc nhỏ như là xem một bộ phim, đi dạo hoặc chơi một môn thể thao mà cả hai cùng thích. Thay vì nhận xét về những gì người ấy của bạn làm, hãy bày tỏ cảm xúc của bạn về việc điều đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào mà không chế nhạo họ. Những hoạt động này sẽ mang bạn đến gần nhau hơn và giúp bạn hiểu nhau hơn. Bạn luôn có tất cả các quyền của bạn trong một cuộc hôn nhân, khi nói đến hạnh phúc của bạn hay là trong tình yêu. Thông qua thiên thần số 2, thiên thần hộ mệnh của bạn đang mang đến cho bạn một cái nhìn khác về cuộc sống. Một cái nhìn tràn ngập tình yêu thương, ngoại giao, sự tin cậy và đức tin. Đây là một con số thiên thần rất may mắn, báo hiệu cho sự chuyển đổi trong cuộc sống của bạn với những điềm báo rất tích cực. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.